Nhờ các công nghệ tiên tiến mà các nhà thiên văn học có thể làm công việc tìm hiểu những sự thật thú vị về không gian gần như mỗi ngày. Những thiên hà xa xôi, những ngôi sao quay kỳ lạ, những hành tinh kỳ thú có mưa thủy tinh. Vũ trụ còn có bao nhiêu điều bất ngờ nữa dành cho con người? Một ngày trên sao Thiên Vương kéo dài 17 giờ 14 phút và 24 giây. Nhưng vì hành tinh này có độ nghiêng khoảng 98 độ, nên một mùa trên hành tinh khí khổng lồ này kéo dài tới 21 năm trái đất. Một ngôi sao cách trái đất 50 năm ánh sáng có 90% khối lượng là tinh thể và bên trong của nó được cấu tạo từ carbon. Điều đó có nghĩa là ngôi sao có tên Lucy này là viên kim cương lớn nhất từng được tìm thấy. Vật thể đặc nhất trong không gian là sao Neutron. Chúng có kích thước bằng một thành phố nhỏ nhưng khối lượng của chúng nặng gấp khoảng 1,5 lần mặt trời của chúng ta. Một muỗng cà phê vật chất sao Neutron nặng 1 tỷ tấn. Và trọng lực trên ngôi sao Neutron lớn gấp 2 tỷ lần trọng lực trên hành tinh của chúng ta. Ôi, nặng quá! Trên trái đất, âm thanh truyền đến tai chúng ta nhờ sự rung động của các phân tử khí. Nhưng trong không gian, khoảng trống giữa các ngôi sao và các hành tinh đều không có phân tử. Đó là lý do tại sao âm thanh không thể truyền đi và chúng ta không thể nghe thấy gì cả. Keo-9b là hành tinh nóng nhất mà chúng ta từng biết đến. Nó được phát hiện vào năm 2017. Nhiệt độ ở đó có thể đạt tới 4.300 độ C. Đó là bởi vì Keo-9b có quỹ đạo rất gần với ngôi sao Keo-9 của nó. Hành tinh này nóng hơn và lớn hơn mặt trời của chúng ta. Các chuyên gia tin rằng một ngày nào đó ngôi sao khổng lồ này có thể tự bốc hơi chính nó với sức nóng dữ dội của hành tinh này. Sao Hỏa có hai mặt trăng là Phobos và Deimos. Trong 30 đến 50 triệu năm tới, lực hấp dẫn của hành tinh này sẽ tách Phobos ra. Điều này có thể dẫn đến sự hình thành của một vành đai sao Hỏa. Các vành đai sao Thổ không được phát hiện cùng một lúc mà là từng cái một. Chúng được đặt tên theo thứ tự bằng chữ cái và theo thứ tự các nhà khoa học tìm thấy chúng. Cụ thể là D, C, B, A, F, G, E. Phát âm là Deckbusch-Fudge. Tôi nghĩ vậy. Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên nằm gần mặt trời nhất. Sao Thủy và sao Kim cũng nằm gần mặt trời hơn hành tinh của chúng ta. Và chúng không có vệ tinh. Mặt trời đã được hơn 4,6 tỷ năm tuổi. Nó là một ngôi sao ở độ tuổi trung niên. Tóc nó bắt đầu bạc hai bên thái dương nhỉ. Mặt trời đã tồn tại được một nửa thời gian và được gọi là ngôi sao lùn màu vàng. Sau khi già đi và đốt hết nhiên liệu, nó sẽ biến thành khối màu đỏ khổng lồ và nuốt chửng sao Thủy, sao Kim cũng như trái đất. Sau đó nó sẽ thu hẹp lại và biến thành một ngôi sao lùn trắng. Lúc đó tôi không còn trên đời nữa, cũng tốt thôi. Do trọng lực yếu nên trên mặt trăng có rất nhiều những hạt bụi cứng nhỏ. Nó làm cho các phi hành gia gặp phải các triệu chứng tương tự như bệnh sốt cỏ khô. Bụi cũng rơi vào quần áo của họ và làm chúng bị hỏng. Nhưng vào lúc hoàng hôn và bình minh, những hạt bụi này nhảy nhót rất đẹp. Lực điện từ làm cho các hạt này bay lơ lửng nữa. Các phi hành gia chỉ mặc quần áo màu cam khi tàu vũ trụ được phóng đi hoặc quay trở về trái đất. Màu sắc nổi bật giúp mọi người dễ dàng phát hiện và giải cứu họ. Bộ đồ màu trắng thì được trang bị một cách khác để giúp các phi hành gia sống sót ngoài vũ trụ. Nhân tiện thì một bộ đồ không gian có giá khoảng 12 triệu đô la. Nó bảo vệ các phi hành gia khỏi ánh nắng mặt trời thiêu đốt, bụi không gian và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Những chiếc mũ bảo hiểm thậm chí còn có miếng dán Velcro để giúp các phi hành gia khi mũi họ bị ngứa. Có một hành tinh cách trái đất 63 năm ánh sáng. Nó được mệnh danh là viên đá cẩm thạch màu xanh da trời. Các nhà khoa học tin rằng nó có màu sắc tươi sáng như vậy có thể là do cơn mưa thủy tinh siêu nóng điển hình trên hành tinh này tạo ra. Năm 1993, tàu thăm dò Galileo đã tìm ra một tiểu hành tinh rất nhỏ. Hành tinh này rộng không quá 32 km, tuy nhiên nó vẫn có một vệ tinh rộng 1,6 km. Kể từ lúc đó, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra rất nhiều vệ tinh quay quanh các hành tinh nhỏ trong hệ mặt trời. Bạn chỉ luôn nhìn thấy một bên của mặt trăng, bất kể bạn có ở đâu trên trái đất. Đó là vì mặt trăng quay quanh hành tinh của chúng ta với cùng tốc độ mà nó tự quay quanh trục. Năm 1999, NASA bỏ sót một vệ tinh sao Hỏa vì lúc đó một nhóm kỹ sư sử dụng hệ đo lường MET trong khi một nhóm khác thực hiện các tính toán bằng hệ thống đo lường Anh. Mặt trăng không phải là một khối cầu hoàn hảo, nó có hình dạng giống như một quả trứng. Điều này là do lực hấp dẫn của trái đất gây ra. Nhiều thập kỷ trước, các nhà thiên văn học nghĩ rằng sao Thủy không quay quanh trục của nó. Họ cũng tin rằng nửa bán cầu của hành tinh này luôn hướng về mặt trời. Chỉ đến năm 1965, các nhà khoa học mới phát hiện ra rằng hành tinh này có quay nhưng với tốc độ như ốc sên. Một vòng quay của nó mất tới 57 ngày trái đất lẫn. Khi các phi hành gia ở ngoài vũ trụ, họ có thể cao hơn tới 3%.
việc thiếu trọng lực khiến cuộc sống của họ giãn ra. Nhưng điều này không kéo dài lâu. Khi họ quay trở lại trái đất và thích nghi với trọng lực, cơ thể họ co lại như bình thường. Mặt bên kia của mặt trăng có nhiều núi hơn so với mặt của chúng ta nhìn thấy được từ trái đất. Điều này là do ảnh hưởng của lực hấp dẫn trên trái đất đã làm cho lớp vỏ trên bề mặt nhìn thấy được của mặt trăng mỏng hơn. Mạng lưới giám sát không gian sẽ theo dõi lượng rác thải trong vũ trụ quay xung quanh trái đất và chỉ định ai chịu trách nhiệm cho việc này. Hiện có tới hơn 500.000 phụ tùng tên lửa và vệ tinh không hoạt động quay quanh hành tinh của chúng ta với tốc độ 28.000 km/h. Từ trái đất bạn sẽ phải đi 18 tỷ km để đến được ranh giới của hệ mặt trời. Năm 2011, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một hồ chứa nước khổng lồ trong không gian. Nó đang trôi nổi xung quanh một lỗ đen siêu lớn được gọi là chuẩn tinh. Hơi nước lơ lửng không thường thấy trong không gian. Hồ chứa đặc biệt này chứa lượng nước nhiều hơn gấp 140.000 tỷ lần lượng nước của tất cả các đại dương trên trái đất cộng lại. Đây là một trong những đám mây hơi nước lâu đời nhất và lớn nhất con người biết đến. Và nó cũng ở xa nhất, cách chúng ta hơn 12 tỷ năm ánh sáng. NASA có một cơ quan bảo vệ hành tinh. Nhiệm vụ của cơ quan này là đảm bảo các vật thể trong hệ mặt trời không bị ô nhiễm do rác thải từ trái đất. Đồng thời họ cũng bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi nguy hiểm tiềm tàng từ vũ trụ. Trên sao Hỏa, bầu trời hoàng hôn màu đỏ hồng sẽ chuyển sang màu xanh dương khi mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời. Sao Hỏa ở cách mặt trời nhiều hơn so với trái đất nên ánh sáng mặt trời ở đó ít gay gắt hơn. Thêm vào đó, bụi mịn trong bầu khí quyển của sao Hỏa hấp thụ ánh sáng xanh và tán xạ những màu sắc ấm mà bạn thường thấy trên trái đất. Trạm vũ trụ quốc tế là công trình nhân tạo lớn nhất từng được đưa lên vũ trụ. Vật thể này nặng khoảng 419.000 kg và nó có kích thước bằng một sân bóng đá Mỹ. Trái đất không phải là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có hiện tượng kiến tạo mạng. Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra một nơi trông giống như vách đá trên sao Thủy. Nếu đây là sự thật, thì hoạt động kiến tạo có thể giải thích sự thu hẹp nhanh chóng của hành tinh chúng ta. Mặt trăng đang di chuyển xa khỏi trái đất một đoạn dài 2,5 cm mỗi năm. Điều này làm cho vòng quay của trái đất bị chậm lại, chỉ một chút thôi. Bầu khí quyển của sao Diêm Vương nằm cách xa bề mặt của hành tinh Luna hơn so với bầu khí quyển của hành tinh khác. Ví dụ như bầu khí quyển trái đất, bầu khí quyển này có hơn 20 lớp, tất cả đều rất lạnh và rất đặc. Có những vật thể nhỏ từ không gian thường xuyên bay vào khí quyển của trái đất, người ta gọi chúng là thiên thạch. Có hơn 61.000 thiên thạch đã được tìm thấy trên hành tinh của chúng ta. Các nhà thiên văn học hoàn toàn chắc chắn rằng có ít nhất 224 thiên thạch trong số đó đến từ sao Hỏa. Năm 2011, các nhà khoa học đã phát hiện ra một thiên thạch nhỏ đến từ sao Hỏa và nó đã được vài tỷ năm tuổi. Chúng ta sống bên trong mặt trời, bầu khí quyển của ngôi sao này trải dài phía trên bề mặt có thể nhìn thấy được của nó. Và hành tinh của chúng ta nằm trong bầu khí quyển này. Đó là cách những cơn gió mặt trời tạo ra hiện tượng nam cực quang và bắc cực quang đẹp ná thở. Hơn 400 cây mọc trên trái đất ngày nay trở về từ vũ trụ đấy. Vào năm 1971, sứ mệnh Apollo 14 đã đưa hạt giống lên quỹ đạo của mặt trăng, sau đó đem chúng về lại trái đất. Hầu như tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời đều có các vệ tinh quay xung quanh. Tuy nhiên, sao Kim và sao Thủy là hai hành tinh không có bất kỳ vệ tinh nào. Ngoài ra, hai hành tinh lùn duy nhất không có vệ tinh tự nhiên là Ceres và Makemake. Hệ mặt trời của chúng ta không phải là duy nhất trong dải ngân hà. Thiên hà là nơi chúng ta đang sống có khoảng 100 tỷ hệ mặt trời. Mặt trăng cũng có một bầu khí quyển và nó được gọi là lưu quyển. Lưu quyển này bao gồm khí heli, neon và argon. Nó đặc hơn gấp 10.000 tỷ lần so với bầu khí quyển của trái đất. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất được đo bằng đơn vị thiên văn. Khoảng cách này tương đương 150 triệu km. Trên mặt trăng cũng có hiện tượng động đất. Hiện tượng này được gây ra do trọng lực của trái đất. Tâm chấn của nó nằm thấp hơn so với bề mặt của mặt trăng vài km. Sao Kim nằm cách mặt trời một khoảng cách xa hơn 48 triệu km so với sao Thủy, nhưng nó lại nóng hơn nhiều. Bầu khí quyển của sao Kim dày hơn gấp 100 lần so với bầu khí quyển của trái đất. Nó chứa gần như hoàn toàn là khí carbon dioxide, còn được gọi là khí nhà kính. Hai nguyên nhân này khiến cho nhiệt độ trên sao Kim lên đến 470 độ C, đủ nóng để làm tan chảy chi. Lực hấp dẫn của mặt trăng gây ra hiện tượng thủy triều trên trái đất. Thủy triều cao nhất có thể được nhìn thấy là vào lúc trăng non hoặc trăng tròn. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video bên trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành cùng soi sáng nhé!